Nội thất Sơn Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc mọi người có một ngày tràn đầy niềm vui và gặp nhiều may mắn. Tiếp nối cho những video kỳ trước thì video hôm nay, công ty chúng tôi xin được giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một sản phẩm phòng ăn sẽ làm cho gian bếp nhà bạn trở nên sinh động và nổi bật hơn. Đó chính là bộ bàn ăn bàn bầu 8 ghế được làm từ 100% gỗ tự nhiên cao cấp. Và hiện trên màn ảnh mà mọi người đang nhìn thấy, đó chính là bộ bàn ăn mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến cho mọi người. Sau đây chúng tôi sẽ được đi chi tiết vào sản phẩm này để mọi người cùng nhau nắm rõ hơn. Bộ sản phẩm này bao gồm 9 món, một bàn lớn và 8 ghế ngồi. Đầu tiên, chúng tôi xin được giới thiệu đến mọi người về chiếc bàn trung tâm của bộ sản phẩm này. Bàn được làm kiểu oval, rất sinh động. Mặt bàn được làm kiểu khung tranh, rất hiện đại, với từng đường vân gỗ trên bàn hiện lên vô cùng rõ nét. Mặt bàn sáng bóng, màu sắc hài hòa, vô cùng cuốn hút. Những đường vân gỗ hiện trên bàn rất sắc nét và được làm từ 100% gỗ gạo đỏ tự nhiên cao cấp. Như quý khách cũng đã biết, gỗ gạo đỏ là một loại gỗ quý, gỗ rất cứng, nặng, chắc, gỗ không bị mối mọt và đặc biệt gỗ có màu sắc vân cực kỳ đẹp. Như mọi người đang thấy, tôi đang quay cận cảnh chi tiết về vẻ đẹp của loại gỗ này. Bàn được thiết kế một khoảng không gian vô cùng rộng rãi và có thể ngồi nhiều hơn số người đã dự định. Dạ bàn vô cùng dày dặn, chạm trổ rất cầu kỳ và bắt mắt. Vân gỗ hiện lên cũng rất nổi bật và đẹp. Bàn được thiết kế với hai chân trụ lớn, vô cùng vững chắc. Ngoài ra, còn được thiết kế thêm ba chân phụ, càng tạo thêm sự vững chắc cho bộ bàn ghế này. Như mọi người đang thấy, chân trụ của bàn vô cùng to và vững chắc. Màu sắc rất đẹp, rất hài hòa. Ba chân phụ được tạo kiểu uốn cong, càng tăng thêm độ sinh động và sắc sảo cho bộ sản phẩm. Ở giữa hai chân được làm thêm một thanh ngang bắc giữa, càng tạo thêm độ chắc chắn và bền vững cho bộ sản phẩm này. Với thanh gỗ vô cùng dày dặn và chắc chắn. Và tiếp theo, tôi xin giới thiệu về chiếc ghế ngồi của bộ bàn ghế này. Bộ bàn sản phẩm được thiết kế với 8 ghế ngồi, với kích thước và kiểu dáng là như nhau. Chân ghế được chạm trổ vô cùng chi tiết và sắc sảo. Tựa ghế được thiết kế vô cùng dày dặn và tạo hình vô cùng bắt mắt. Các đường vân gỗ trên ghế hiện lên rất đẹp, rất nổi bật. Ghế được thiết kế một khoảng không gian ngồi rất vừa dặn